Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu bộ combo chậu rửa chén và vòi đến từ thương hiệu Maloca nhé. Đầu tiên đây là một chiếc chậu rửa chén hai hộc, một hộc lớn và một hộc nhỏ. Thì nó cũng sẽ được trang bị thêm cái chỗ gác dao này, hộc rác đựng này và thêm cả cái phần cánh nữa để mà chúng ta có thể sử dụng được tiện lợi hơn và cũng như là sẽ sơ chế ở trên cái phần chậu rửa này luôn. Ở phần cánh này thì chúng ta cũng có thể tận dụng để mà đựng một số những cái vật dụng riêng của mình. Về cái phần bộ xả thì bộ xả cũng sẽ được thiết kế nắp chặn và ở phía dưới thì sẽ là có cái giỏ lấy rác. Rồi cũng sẽ được trang bị thêm kiểu mà lắp nổi và cũng như hệ thống chấm ồn rất là dễ sử dụng. Và sản phẩm này thì có mã số đó là MF8817, kết hợp đi kèm đó là K140 vòi rửa chén bán thủ công dây rút và có hai chế độ nóng và lạnh như chúng ta có thể thấy ở đây. Rất là dễ điều khiển và vòi cũng được làm bằng chất liệu đồng mạc chrome. Chúng ta có thể kéo dài ra và cũng như là vệ sinh toàn diện phần cánh hay là hai bên hộc, cũng như sẽ có hai cái nút nhấn này đó để mà chúng ta dễ dàng điều chỉnh cái chế độ ở phía bên trong. Và ở trong này mình có thể để ý là nó sẽ có thêm một cái lưới lọc này sẽ giúp làm tơi nước và tránh việc nước nó bị văng bắn vào người trong quá trình mình sử dụng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha.